Ok nhá, hello anh em và hello tất cả các bác nhá. Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn cùng toàn thể các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của M2 Audio nhá. Đấy, trong buổi ngày hôm nay thì em có một số cái sản phẩm đây với các bác, em sẽ giới thiệu đến anh em qua trước nhá. Cái sản phẩm này thì hôm trước nó về nhưng anh em cũng chưa kịp lên sóng cho tất cả các bác. À, ok cho anh em. Thì đây là những cái cục đẩy PA 1600. Đấy, con này thì nó là cái hãng của PowerPost đấy anh em này. Đấy, và con này thì những cái dạng của Audio Power đấy anh em. Thì đối với trong sản phẩm này, nó là công suất nó sẽ rơi vào tầm 450 đến 500 W anh em nhé. Đó, 450 đến 500 W thôi, nhưng mà nó là một dòng đẩy dùng trong gia đình anh em nhé. Đấy, bác nào mà không có nhu cầu cao đấy, anh em dùng gia đình nó vẫn rất là ok cho mọi người. Đó, rất là hay luôn. Đây, các bác xem đấy này, rất là đẹp nhé và gọn gàng. Con này nó có đầy đủ tất cả, ok chưa? Tất cả những cái gọi là mà một con đẩy cần thiết có, đúng không ạ? Đó, nó có rắc logic này. Đây có model chập kênh này và có model line tín hiệu này và có model gì ạ? Có model là đánh độc lập anh em nhé. Đấy, một đường đi hai đường input vào này. Hai đường link từ cục đẩy sang cục đẩy kia này. Đó, và con này thì nó sử dụng những con sò gọi là đây anh em này. Con này thì nó là sò như kiểu là sò NG đấy anh em, nhưng mà nó là cái bản cao cấp hơn nữa cơ. Đó. Thì con này tụ 63V anh em nhé, 63V. Đó, được cho anh em. Thì con này đối với như bản thân của cửa hàng bên em iAudio thì thực tế với các bác rằng là khi những cái dòng đẩy size ngắn này, cái này rơi tầm 30 phân thôi anh em nhé. Đấy, các bác bỏ vào tủ rất là ok. Chúng ta không cần phải cắt tủ. Đấy, có những bác thực sự với anh em rằng là đến nhà đây này, các bác để xem nhìn đẹp không? Đó, nhìn đẹp lắm anh em nhé. Có những bác mà gọi là có đến nhà có những cái tủ tốt này, đấy, có những cái tủ mà người ta làm đắt tiền đấy các bác, thì người ta cũng không ưng cho cắt tủ đâu. Thì những cái sản phẩm này cũng như là các bác thôi. Đó, bác nào mà đang muốn thay thế những con âm ly này, đó, mọi người muốn thay thế những cái dòng để chơi loa full 30 karaoke thì các bác có thể thay đổi bằng con đẩy này các bác nhé. Đấy, thứ nhất là nó nhẹ nhàng, thứ hai nữa là gì ạ, nó ngắn gọn, nó rất là ok đấy các bác. Đây anh em có thể nhìn sơ qua đây này, em đang để ở đây đó để cho các bác. Thì con này thì em có làm video và test cho tất cả các bác, tí em sẽ test cho anh em thôi. Tất nhiên rằng là đối với dòng đẩy size ngắn thì cái hiệu quả công suất của nó cũng rất là tốt. Cái này nó mặc cho mạch crown anh em nhé. Đấy, mạch crown này, mạch crown của Mỹ đấy các bác nhé. Đấy, Audio Power mà. Đó, ok cho anh em. Và con này thì cũng thật sự với các bác là em cũng có 20 con thôi. Đó, cái này thì nó sẽ chắc chắn là sẽ rất là nhanh để gửi đến tay cho tất cả các bác nhé. Đó, cái này thì em sẽ có một cái video chi tiết nữa. Đấy, hôm nay thì em sẽ là test thử cái này cho tất cả các bác. Đây này, em test thử luôn nhé. Đấy, mời anh em có thể nghe này. Con này thì nói chung với các bác đánh loa full 30 nhá. Ok nhá. Đấy, các bác có thể đang nghe đây, rất là hay. Khi ban mai anh thức giấc mơ hồng, đêm qua anh đã mơ. Người giờ này đã đến một nơi rất xa xăm, anh còn đây bởi vì anh vẫn đậm mắt vì tình yêu. Chơi rất là ok nhá, rất là ok luôn, em thực tế với các bác là chơi rất là hay đấy, chơi không phải suy nghĩ vấn đề gì đâu. Trời ơi. Đây này anh em. Con này nó sạch sẽ lắm, nó đánh tiếng ra nó rất là dứt khoát, bởi vì là con này thì nó là dòng mạch công nghệ crown của Mỹ mà các bác.
Đấy, nó đánh ra tiếng rất là ok đấy. Ok cho anh em. Đó, con này thì các bác đánh được một cặp loa full 30 nhá. Đấy, một cặp loa full 30 cộng với một đôi loa lời nữa là các bác đánh rất là tốt rồi. Đó, rất là nhẹ nhàng với cái giá cả nó cực kỳ hợp lý với tất cả các bác luôn. Đó, bác nào mà có cái nhu cầu mua những dòng đẩy size ngắn nhá. Những cái dòng đẩy size ngắn này các bác có thể liên hệ trực tiếp với em Hai Audio. Đây, số điện thoại của em Hai đây. Là 0972345183 nhá các bác nhá. Đó, các bác liên hệ trực tiếp với cửa hàng bên em thì bên em sẽ là có cái sự tư vấn tốt nhất cho tất cả các bác nhá. Ok, và cảm ơn tất cả các bác rất là nhiều. Và em hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau nhá. Chúc tất cả các bác xem video của em Hai vui vẻ nhá. Nhớ đăng ký kênh và ủng hộ em Hai một nút like nhá. Bye bye.